Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé. Và chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo. Và tiếp tục thì sau video ngày hôm nay thì em cũng sẽ lại lên cho cả nhà mình ở các phiên bản đồng hồ chính hãng của Nhật, Thụy Sĩ, và đều được đấu giá trực tiếp ở trên trang Nhật. Vì thế cho nên là cũng sẽ có những phiên bản mà còn mới nguyên, chưa qua sử dụng, và cũng có những mẫu thì cũng đã qua sử dụng rồi. Cái này thì em sẽ giới thiệu chi tiết hơn trong video cho cả nhà mình. Và mọi người yêu thích ở mảng sản phẩm nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo, đó là số 0858585 2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Hôm nay thì em sẽ vừa lên hàng mới và cũng sẽ vừa lên sale cho cả nhà mình một vài các cái phiên bản đồng hồ. Thì các anh chị mọi người yêu thích mã nào thì các anh chị mọi người cứ báo em. Hôm nay sẽ có các mẫu của Bentley này, Invicta này, Zeppelin, Citizen, Seiko và một vài thương hiệu khác nữa. Và không để mọi người đợi lâu thì em cũng sẽ lên luôn với mã sản phẩm đầu tiên nhé. Với phiên bản đầu tiên ý, thì em lên cho cả nhà mình đó là một cái mẫu của Seiko đi. Đây em có một cái mẫu Seiko Dawn này. Đấy, cái bản Seiko Dawn này thì mẫu này nó về là không hộp. Đấy, và mặc dù là chiếc này đã qua sử dụng nhưng nói chung là độ mới của phiên bản này cũng còn rất là ok. Và mọi người thấy cái thiết kế dây, đúng không? Nó sẽ khác biệt hoàn toàn so với cả các cái mẫu Seiko hay các cái mẫu đồng hồ như mọi người đã từng thấy như thế này. Đúng không? Đây là cái dây, các cái đường chỉ. Thì ở đây mọi người thấy không? Nó sẽ có cái sự cách điệu đi. Nhìn trông nó rất là đẹp nha. Đây bên trong đây, nó sẽ cái khóa của nó này, nguyên zin của Seiko này. Đấy, đây là bản Seiko Dawn. Tức là một cái dòng Seiko mà em phải nói là thực sự là nó rất là mỏng. Một cái dòng Seiko Dawn, dòng cao cấp của Seiko. Và ở bản này nó còn là một cái phiên bản solar, pin năng lượng mặt trời. Ngoài ra thì nó còn có cả chức năng radio control, tức là cập nhật giờ theo sóng của đài radio. Hiện tại thì trên thế giới đang có 4 quốc gia và có 4 trạm thu phát sóng, đó là bên Nhật, Mỹ, châu Âu và bên Trung. Đối với Việt Nam mình thì mình sẽ tự chỉnh thủ công. Dạ vâng, cái này thì chỉnh mọi người cứ theo cái các cái module máy của nó thì mình sẽ chỉnh theo thôi. Nó rất là dễ đấy ạ. Đấy, và đây kính nha, kính này chưa hề có một vết cháy xước gì cả. Và đặc biệt bên trong này, mặt khảm nha mọi người. Khảm này, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Dây, đời mi, chốt khóa nguyên đằng sau đây. Nó sẽ có đầy đủ phần thông số. Bộ máy của nó sẽ là 7B22 Made in Japan. Tức là phiên bản được thiết kế, lắp ráp, sản xuất, tất cả các linh kiện đều ở tại Nhật. Đúng không ạ? Một cái phiên bản nội địa. Với độ chống nước của bản này đó là 10 ATM. Và mọi người thấy không? Nó rất là mỏng. Rất là mỏng nha. Mặt đẹp, khảm. Và khảm lại còn có cả đường vân cơ. Sa mặt là 38.5 và càng của mẫu này là 46. Đấy, và em đo luôn cái độ mỏng cho cả nhà mình nhé, để mọi người tiện theo dõi này. Đó là có 7.7 thôi ạ. Đấy, 7.7. Mẫu này còn sử dụng đó là núm ren nữa cơ. Đấy, nên là cái độ chống nước của nó cũng sẽ rất là ok. Em đeo lên tay cho cả nhà mình xem. Một cái phiên bản Mid Mi 2 màu. Bản này thì thôi em cũng để kỷ niệm luôn cho cả nhà mình ở mẫu này. Là còn 2.250.000 được chưa? Vì bình thường các cái mẫu này nó sẽ phải là tầm 24 hoặc là 25 gì đó. Đấy, nhưng mà mẫu này thì thôi em sale luôn cho cả nhà mình nhé. Ở trong cái video ngày hôm nay, bản này sẽ ở mã hàng đầu tiên, đó chính là ở mã 281. Tiếp theo di chuyển sang ở mã 282. Mã 282 thì em sẽ lên cho cả nhà mình đó là một cái mẫu của Zeppelin. Đây là một cái mẫu của Zeppelin. Về thương hiệu Zeppelin thì mọi người cũng quen thuộc rồi, đúng không ạ? Bởi vì đây là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Đức. Đức cũng là một trong gọi là các cái nơi mà sản xuất ra các cái mẫu đồng hồ, hay là họ rất là nổi tiếng về ngành công nghiệp cơ khí luyện kim ấy. Nên là khi mà cầm lên tay với các cái phiên bản của Đức, nó có cái gì đó, nó có rất là đầm tay chắc chắn nhá. Nó sẽ khác biệt hoàn toàn so với cả các cái thiết kế của Mỹ hay là của Ý. Bản này thì em có đấu về cho cả nhà mình là full hộp. Chiếc này thì mới nguyên luôn, chưa sử dụng. Đấy, giấy tờ, sổ sách của nó sẽ có đầy đủ nhá. Đây, và phiên bản này sử dụng máy của nó là máy Thụy. Máy Thụy Sĩ. Em cho cả nhà mình xem. Đấy, Zeppelin. Bản này là mẫu size nhỏ. Tức là size này thì một là các chị nào nữ tay to hoặc là các anh nam tay nhỏ là mọi người sẽ đeo được. Mặt màu xanh, viền vỏ thép trắng. Bản này có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5 6 kim. Đúng không? Ở đây thì nó có kim, đó là kim chỉnh lịch ngày, 31 ngày một tháng. Đây là kim chỉnh lịch thứ. Đấy, dưới này thì nó sẽ có chức năng, đó chính là cái chức năng lịch moon phase. Cái chức năng lịch moon phase này đó chính là chức năng lịch tuần trăng. Đấy, và như thế thì mọi người sẽ biết được là cái thời điểm này nó đang là ngày bao nhiêu của lịch âm. Tức là mình sẽ biết được cái khoảng thời gian. Ví dụ như lúc này nó đang rơi vào tầm khoảng đầu của đầu tháng đấy, đúng không ạ? Đầu tháng thì mọi người cứ căn theo đó là cái trăng tròn ấy, thì nó trăng 15, trăng
15 chanh tròn, 16 chanh treo đúng không ạ? Thì nó sẽ nằm ở cái vị trí giữa. Đấy, thì ở đây thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng nửa đầu của tháng, đầu tháng. Đấy. Còn tiếp theo ở trên này nó có một phần kim trượng. Thì cái phần kim trượng này nó sẽ thể hiện đó chính là cái tuần. Một năm là hình như có 52 tuần. Thì ở đây nó sẽ tính theo tuần. Đấy, thì nó sẽ là theo kiểu dạng như lịch tuần. Đấy nha. Và mặt đồng hồ này rất đẹp. Và này thì nó mới rồi, đúng không ạ? Mới nguyên rồi. Đây là cái siêu giá. Núm này. Mặt sau này. Đồ chống nước của phiên bản này sẽ là by TM nha. Nó có mã check này, đúng không ạ? All stainless steel. Phiên bản của dòng LZ129 Handybug made in Germany. Và bản này mọi người có thể check theo mã đó là 7037-3. Đấy, bản này thì mới nguyên nha, nguyên tác này. Đấy, và ở đây nó có dòng chữ đó chính là handmade in Germany. Cái dây của nó cũng là dây của Đức luôn. Mà nó lại còn là dây thủ công, chứ nó không phải là cái dây gì nhỉ? Nó không phải là kiểu dạng như dây công nghiệp đúng không ạ? Đây là dây da thủ công đấy ạ. Đây. Đấy, dây da nha. Nguyên bộ dây thôi là đã thấy chất rồi. Đây là khóa. Đấy, tác mát, nguyên zin luôn. Chiếc này mới chưa qua sử dụng. Ở phiên bản này thì sẽ có size mặt đó là size 35.7, 35.8. Nó rơi tầm khoảng độ size 36 rồi. Càng của nó sẽ là 39. Và như cổ tay của em đây là 16.5. Đấy, thì nếu như mà chị nào mà nữ tay to mà thích đeo ở các mẫu size nhỏ này thì vẫn có thể đeo được. Hoặc là các anh nam tay nhỏ là mọi người sẽ đeo được ở phiên bản này nhé. Vì mẫu này nó cũng đo là 36 thôi, nhưng mà nó cũng không đến nỗi gọi là nhỏ quá đâu ạ. Và mẫu này thì mọi người đợi em chút. Thì em đang để luôn cho cả nhà mình ở phiên bản này mới nguyên zin full hộp này, máy Thụy Sĩ này. Và bản này em đang để cho cả nhà mình đó là 3.450.000. 3.450.000. Bản này sẽ ở mã 282. Rất đẹp nhá. Rất đẹp luôn, rất là mới. Đấy, vì không phải lúc nào cũng đấu được các cái chiếc mà mới nguyên zin như thế này đâu mọi người ạ. Và nó còn full hộp nữa. Cái này mọi người có thể là mang đi tặng, bởi vì các cái mẫu mới nguyên mà full box đầy đủ thì mình mang đi tặng ok đúng không ạ? Tiếp theo sang ở mã 283. Phiên bản 283 thì em sẽ lên luôn cho cả nhà mình mẫu của Bentley luôn. Đấy, thì đây là một cái mẫu của Bentley rất đẹp, thiết kế rất là sang. Nó có một cái form kiểu hơi giống giống với cả của Omega ấy. Hộp đầy đủ nha mọi người nha, hộp sổ sách đầy đủ. Thì em cũng xin phép là chia sẻ lại một chút xíu về cái thương hiệu Bentley. Thì về cái thương hiệu Bentley, nó là thương hiệu được thành lập vào năm 1948. Đấy, và thương hiệu này thì trực thuộc của tập đoàn Bentley Luxury Group. Và nó được ra đời ở tại Thụy Sĩ. Đấy là cái nôi của ngành công nghiệp đồng hồ đúng không ạ? Nhưng mà nó sẽ có một cái chi tiết nữa, đó chính là cái phần mà ở tất cả các mẫu đồng hồ nó sẽ có in ở đây, đó chính là Made in Germany. Bởi vì là họ sẽ được sản, tức là tất cả các mẫu đồng hồ, tất cả các sản phẩm họ sẽ đều được sản xuất, lắp ráp và hoàn thiện đều ở tại Đức hết. Đấy, vì đây là một cái, tức là gần như là với cái phiên bản của Bentley, nó là cái sự kết hợp rất là hoàn hảo của một nơi, đó là một cái nơi, đó là đầu tiên cái sự ra đời, đó là ở cái nôi của ngành công nghiệp đồng hồ, đó là Thụy. Sau đó lại được hoàn thiện ở một cái nơi mà họ rất nổi tiếng về ngành công nghiệp cơ khí luyện kim, đúng không ạ? Đó là Đức. Thì mọi người sẽ cầm lên tay với các cái phiên bản của Bentley, nó rất chắc chắn, đầm tay và cực kỳ là đẹp và rất là xuất sắc nha. Và họ khẳng định cái chất lượng và vị thế của họ bằng cái dòng chữ đó chính là Made in Germany, đúng không ạ? Tức là được thiết sẽ được sản xuất và lắp ráp hoàn thiện đều ở tại Đức hết. Với phiên bản này thì đây là một cái mẫu automatic có cả trợ có tay đi kèm. Và ở đây có phần thông số, đó chính là kính sapphire. Thì cái kính sapphire này thì mọi người đều biết cái ưu điểm của nó, đó chính là giúp cho cái đồng hồ nó có cái độ chống chảy chống xước rất là tốt. Ở bên trên này nha, thì nó sẽ có một cái phần kim xăng. Cái kim này gọi là kim báo cót, đúng không ạ? Kim báo cót, thời gian chữ cót tối đa của nó sẽ là 40 tiếng đồng hồ. Đấy, thì khi mà mọi người lên cót tay, đây là cái phần trợ cót này. Đấy, thì mọi người sẽ thấy là cót của nó sẽ lên đến cái vạch số 40. Lộ tim nha, và có dòng chữ B, đó là tên logo, tên thương hiệu này. 24 giờ của một ngày. Thì cái kim này, để mọi người biết được là à, cái lúc này nó đang là ban ngày hay ban đêm. Ví dụ như lúc này nó đang ở cái vị trí đó là 19 giờ, đúng không ạ? Ở cái vị trí góc này là 19 giờ. Thì lúc này nó đang là hơn 7 giờ tối nha, mọi người thấy không ạ? Đấy, còn nếu mà cái kim này nó ở vị trí số 7 này, thì tức là lúc này nó đang là 7 giờ sáng. Đấy, rất là hay. Và đặc biệt ý, đó là mặt bên trong, màu nền của nó chính là màu nâu cà phê. Đây là một cái màu mà rất là dễ đeo.
gần như ai cũng đeo được hết chứ nó không không kén. Đấy, bên trong này nó có các cái đường vân này, kính này, sapphire được phủ thêm cả một lớp AR chống chói vị trí phía bên trên này, sáng bóng này, phay xước này, núm nha. Và đằng sau đáy đây nó sẽ có mã check này, mọi anh chị có thể check cho cái mã này nha, đó là BL2431 này, 50TM kính sapphire made in Germany, all stainless steel Bentley, và có một cái tem, đó chính là tem chống hàng giả của Bộ Công an. Đấy chưa? Đấy, và bên trong búa này cũng sẽ có chuyện logo tên thương hiệu của Bentley ở đây. Tiếp theo là về bộ dây thì cũng sẽ sử dụng một cái bộ dây da nguyên zin. Đấy, một cái bộ dây da nguyên zin của hãng nha. Đây là viền này, và mọi người thấy cái dây này, các cái đường chỉ khâu tay này, các cái đường chỉ này đều này, đẹp này. Thấy chưa? Khóa bấm thông minh và rất là tiện lợi. Đấy thì em cũng chia sẻ lại một chút xíu, bởi vì cái này thì có một số các anh chị mọi người hay dùng về cái dòng khóa này thì mọi người đều biết rồi. Thế nhưng mà có một số mọi người hay dùng ở các cái dòng khóa xiên ấy thì mọi người sẽ hơi lạ lạ với cái dòng khóa này. Thì bởi vì là hôm trước em cũng có gửi đơn mấy cái các cái mẫu mà nó có cái khóa này này, thì mọi người hay hỏi là cái khóa này làm sao không luồn dây được vào ấy. Thì em sẽ hướng dẫn lại một chút xíu ở thông qua cái mẫu này luôn nhá. Các chị mọi người sẽ mở cái khóa này ra như vậy cho em này. Đấy, và ở đây nó có một cái phần phần có một cái chốt ở đây, thì các chị mở cái chốt này ra. Đấy, sau đó là mình sẽ luồn dây, đúng không ạ? Theo đúng cái size của tay của mình đến đâu thì mình sẽ luồn dây đến đó, và sau đó mình sập cái này xuống, bấm sập xuống là nó sẽ sập lại như lúc ban đầu ấy. Đấy, bấm sập vào này, luồn dây xong nhé, mình bấm sập lại này. Đấy, sau đó là mình lại luồn dây như thế này như bình thường. Đấy, thì lúc này là dây của nó đã ở xong cái phần này rồi. Thấy chưa? Bởi vì chiếc này mới nguyên nên là em không muốn luồn dây vào các mắt này. Đấy, chiếc này là mới nguyên zin nha. Ở bàn này thì phù hợp cho các anh nam có cổ tay tầm từ 17 trở lên thì sẽ là đẹp nhất, size 41 ạ. Và càng của mẫu này là 47.4. Đây mọi người thấy này, phay xước nhá. Nó mix thêm cả một chỗ này là sáng bóng này, sau đó là phay xước. Đấy, khi ánh sáng chiếu vào này, đấy, nó sẽ có các cái góc. Có góc nhìn trong nó có cái độ bóng sáng và nhìn trong nó có cái bóng, cái góc tối ấy, đúng không ạ? Góc sáng tối khác nhau, nhìn trong nó sẽ rất là đẹp. Bàn này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 6.750.000. 6.750.000 nhá. Đó, bàn này thì sẽ ở mã hàng tiếp theo, đó chính là ở mã 283. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 284. Phiên bản 284 thì em sẽ lên tiếp cho cả nhà mình. Em lên một cái mẫu, đó chính là mẫu của Invita trước nhá. Lên Invita trước này. Thì nó sẽ trái ngược với cả ở cái phiên bản mã 283. Với cả 282 đúng không ạ? Thì ở mẫu Invicta này nó sẽ thể hiện được cái sự cá tính, nam tính mạnh mẽ của người đàn ông. Tức là cái mẫu này sẽ là cái phiên bản hầm hố. Đấy, các cái phiên bản kia là các cái phiên bản dòng red quad, kiểu phong cách thanh lịch. Còn đây sẽ là phiên bản hầm hố. Đấy, và mẫu Invicta này thì em có đấu về là full hộp. Đây, hộp của nó cũng sẽ có một cái tem chính hãng này, Genuine and Original đúng không ạ? Chính hãng và nguyên bản này. Đấy, và nó có tem của nó sẽ là một cái tem đổi màu với cả ở cái phần hộp của nó luôn. Bởi vì đây là bản cơ ạ, đây là bản cơ nha mọi người. Đây, và giá này, giá của mẫu này nó đang là 1.095 đô, tương đương với cả mấy chục triệu đấy. Nhưng mà cái Invicta này nó lại hay có các cái chương trình sale, có cái chương trình giảm giá. Mấy cả hai nữa là thi thoảng mà em đấu được ở những cái thời điểm mà giá tốt thì em cũng sẽ đấu về luôn cho cả nhà mình. Đấy, chiếc này thì nó là bản cơ. Vì bình thường Invicta em đấu với mọi người thấy không ạ, đa số là có bản pin, chủ yếu là bản pin, nhưng ở bản này nó là bản cơ nha mọi người nha, bản cơ này. Đấy, và bản cơ này nó lại còn độc lạ nữa cơ. Nó là một cái phiên bản độc kim chứ nó không phải là cái phiên bản mà kiểu dạng ba kim zig zag như bình thường. Khi mọi người nhìn vào trong cái phiên bản này, đây em sẽ lên cót tay cho cả nhà mình xem, bởi vì bản này vừa là automatic vừa có cả trợ cót tay. Mọi người sẽ hơi phân vân đắn đo là không biết là xem giờ như thế nào đúng không ạ? Thì bây giờ em sẽ rút cái kim này ra nha. Anh rút cái núm này ra nha. Và bây giờ em sẽ xoay này. Đấy, thì bây giờ em sẽ xoay. Thì khi mà em xoay như thế này, mọi người thấy là nó chỉ có một cái kim này thôi. Kim này là kim đối xứng. Đấy, cái kim này là kim đối xứng. Và kim này của nó sẽ là hiển thị ra phần phút. Phần giờ thì nó sẽ hiển thị ở vị trí phía bên trên này. Thì ví dụ như mọi người xem nhá, thì lúc này nó đang là 6:05. Mọi người thấy kim dài không ạ? Nó chỉ về cái vạch bên ngoài này. Mọi người nhìn ở vị trí phía dưới này nha. Phía dưới này nha. Đấy, thì nó có từ 0 đến 30 đúng không ạ? Sau đó là có một cái vạch bên trong này là từ 30 đến 60 này. Đấy, thì ở đây nó sẽ là 6:05 này. Em xoay tiếp một lần nữa nha.
Đấy, thì bây giờ nó đang là 6:30 thì hai kim thì nó sẽ là đối xứng. Tiếp theo này, bắt đầu đến vòng tròn bên trong, vòng tròn bé này, 35 này. Đấy, cái kim này nó ẩn rồi đúng không ạ? Và kim này nó hiển thị ở đây. Đấy, thì lúc này đang là 6:35 này. 6:45 này. 6:50 này, 55 này. Đấy, và đây là đến 7 giờ này. Đấy, mọi người xem giờ thì mọi người sẽ xem như vậy nhá. Nó sẽ có một cái cách xem giờ nó cũng khá là độc lạ đúng không ạ? Khá là độc lạ. Và đây là phiên bản mà nó có một kim, kim một kim dây ở vị trí trung tâm thôi. Đấy, mặt này rất đẹp nha. Phay xước này. Cạnh này, đúng không ạ? Viền này, mẫu này dành cho anh nam tên to. Đằng sau đấy thì nó sẽ có phần thông số nữa, đó chính là về độ xuống nước của nó sẽ là 330 feet nha, nó tương đương với cả 10 ATM. Đây là module của nó, thì mã check của nó thì em cũng đã vừa rơi cho cả nhà mình rồi. Tiếp theo nữa đó là bên trong bộ máy này, bên trong bộ máy sẽ sử dụng đó là bộ máy của Seiko, bộ máy NH35A của Seiko, 24 chân kính nha. Đấy, 24 chân kính. Đây nó còn có cái phiên bản này, hình như nó là phiên bản kỷ niệm ấy mọi người ạ, hay là cho một cái sự kiện gì đó ấy. Vì ở đằng sau này này nó còn có in chữ đầm chữ đó là Invicta. Số này là số 5 à? Hay là S1 Rayleigh. Đây là từ năm 1837. Nguyên là S1 hay là 51 không biết, nhưng mà đây gần như nó là một cái phiên bản kỷ niệm ấy ạ. Sau đó ở đây nó là Going the Distance này. Đấy. Thì nó chắc là nó là một cái phiên bản kỷ niệm trong cái sự kiện gì đó ấy mọi người. Đấy nha. Em không rõ lắm nhưng mà ở đây chắc là như vậy. Ở cái phần búa này, búa của nó này thì nó sẽ có dòng chữ đó là Invicta Group nha, tức là nó chỉ thuộc của tập đoàn Invicta Group này. Tập đoàn Invicta này, đúng không ạ? USA Product Design này, thiết kế của Mỹ này. Đấy, thương hiệu được thành lập vào năm 1837 này. Tiếp theo vị trí phía dưới này nó sẽ có một dòng chữ đó là cái Flefusion. Flefusion thì cái kính Flefusion này nó là một cái dòng kính độc quyền riêng cho thương hiệu của Invicta. À, nó còn có cả dạ quang mọi người ạ. Đây nha. Dạ quang này, ở phần số nha. Số này, kim phút này. Sau đó là cái cọc số bên trong này này mọi người ạ. Là buổi tối nó cũng sẽ có dạ quang đấy. Số ấy, đây mọi người thấy không? Đấy. Đấy, ở cái vạch số phía dưới này thì nó cũng sẽ có dạ quang này. Thì cái kính Flefusion nó là dòng kính độc quyền riêng của thương hiệu Invicta. Và kính này nó sẽ có một cái ưu điểm đó chính là nó là sự kết hợp giữa cái ưu điểm của dòng kính Sapphire đó là độ chống trời chống sớt tốt, và nó kết hợp với cả ưu điểm của dòng kính cứng cường lực đó chính là cái độ chống va đập tốt. Đấy, nên là khi hội tụ ở trong cái phiên bản này thì mọi người sử dụng vừa là có độ chống trời chống sớt tốt, vừa có độ chống va đập rất là ok, thế cho nên là hoàn toàn là yên tâm. Và size mặt của phiên bản này sẽ là size 48, càng của mẫu này sẽ là 55.3, dành đến cho anh nam tay to nhé mọi người nha. Đấy, một cái phong cách thể thao, và bản em đang để cho cả nhà mình đó là 4.850.000, mã 284. Di chuyển sang ở mã 285. 285 thì em sẽ lên nốt mấy cái hộp, sau đó thì em sẽ sell cho cả nhà mình mấy cái mẫu mà nó không hộp ở phía dưới này nha. Mã 285 thì em sẽ lên cho cả nhà mình đó là mẫu của Carnival. Thì như em cũng đã có chia sẻ thì hiện tại bên em đang làm đại lý ủy quyền của Carnival và có cửa hàng ở tại 322 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Thì nếu mà mọi người có thời gian rảnh thì các anh chị mọi người ghé trực tiếp qua cửa hàng. Còn ở xa thì bên em sẽ có ship code toàn quốc. Đấy, hàng tới mọi người đều được kiểm tra trước khi thanh toán. Ở phiên bản này nhá, thì nó cũng sẽ là vừa là automatic này và nó cũng sẽ vừa có cả chậu có tay đi kèm. Phải nói thật sự là để mà nói ở các cái thương hiệu đồng hồ ấy, để mà có những cái thương hiệu mà có gần như là đầy đủ hết các mẫu hình linh vật thì em thấy có mẫu của Carnival thôi. Carnival này thì sẽ có các mẫu hổ này, khỉ này, đúng không ạ, rồng này, ngựa này, dê này, chuột này, có rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì em giới thiệu đến cho cả nhà mình đó là mẫu hổ. Hổ thì đại diện cho nó là tuổi dần, đúng không ạ? Và cũng là một trong 12 con giáp với cái biểu tượng đó là cái chúa tể sơn lâm đấy. Đấy, nam tính mạnh mẽ của người đàn ông, đúng không ạ? Với thiết kế của phiên bản này thì nó sẽ có phần cọc số ấy, nó sẽ là cái cọc số chấm bi nhá. Và hình ảnh hổ này người ta sẽ làm nổi lên bên trên ấy mọi người thấy không ạ? Đây em nhìn nghiêng nhá, em cho góc nghiêng để mọi người cùng có thể là quan sát nhá. Đấy, thì người ta sẽ làm nổi hẳn lên ở vị trí phía bên trên như thế này. Cái này là bụi của cái phần kính. Bản này sử dụng kính sapphire.
đây mọi người thấy này, nổi này, đấy một chú hổ đang sải bước chân nha, ủa mắt cũng đẹp cơ, thấy chưa? Đuôi này, và đây là chú hổ đang đi ở trong rừng trúc. Đây, tất cả các chi tiết đều được làm nổi lên trên của cái bề mặt nền đồng hồ nha, không phải vẽ, đúng không ạ? Viền này, đó rất là đẹp, rất là chi tiết, rất là tỉ mỉ luôn. Kính sapphire nguyên khối ạ, và nó giúp cho đồng hồ chống trầy chống xước tốt. Toàn bộ phần viền vỏ thì đều được làm bằng chất liệu thép không gỉ 316 nhé, và nó sẽ được mạ vàng. Đấy, ở trên này thì sáng bóng này, kết hợp với cạnh viền của nó sẽ là phay xước này. Đằng sau đáy đây thì cũng có đầy đủ phần thông số, đó là về độ chống nước của nó là 3 ATM này. Mã check của bản này là Carnival 515 này. Các anh chị có thể check theo cái mã này là nó sẽ ra Stainless Steel nha. Và tiếp theo là bên trong bộ máy sẽ sử dụng đó là dòng máy NH35A của Seiko. Thì với bộ máy NH35A của Seiko này, nó có 24 chân kính. Đấy, khi mà chân kính của nó cao ấy thì cái độ chuẩn chính xác giờ, đúng không ạ? Và nó giảm bởi vì nó giảm được hết các cái lực ma sát bên trong. Nên là cái độ chuẩn chính xác giờ này hay là độ tích cót của nó cũng sẽ rất là tốt. Đây là một cái bộ máy huyền thoại của Seiko rồi. Đấy, bộ máy bên trong đẹp nhá. Và đằng sau cái nắp kính này, nó sẽ là một cái kính đổi màu. Em nghiêng như này nó sẽ màu xanh này, hơi nghiêng như này nó sẽ là hơi màu tím một chút xíu này. Đấy, đây nghiêng này thì nó sẽ là ra màu vàng, thấy chưa? Đấy là cái kính đổi màu ở đằng sau. Và tiếp theo về phần dây da thì ở đây là một cái bộ dây da nguyên zin của hãng này. Đó, và cái dây này thì chất liệu dây của nó rất là tốt. Và phía bên trên này nhá, mọi người thấy được các cái đường vân này. Ví dụ như là khi mà nước giọt nước nó vào đây, nó sẽ khó thấm. Đấy, vì ở đây người ta cũng sẽ có thêm một cái lớp bóng ở vị trí phía bên trên như thế này này. Đấy, thì nó sẽ khó thấm vào cái dây. Ví dụ giọt nước vào đây một cái mình lấy khăn mình lau đi là nó sẽ làm cho cái dây của mình nó sẽ luôn luôn là khô ráo và tạo cái cảm giác thoải mái khi mọi người đeo. Và đây là chốt khóa bấm thông minh và tiện lợi. Cái khóa này thì cũng giống với cả cái khóa của Bentley mà ở mã 283 lúc nãy mà em có lên cho cả nhà mình ý. Thì các anh chị mọi người cũng sẽ bấm mở khóa và luồn dây y xì như vậy nha mọi người nhá. Tiếp theo nữa là ở đây nó có một cái tag mark của nó có đầy đủ, đó là All Stainless Steel, đúng không ạ? Độ chống nước này, Epoxy Moment và kính sapphire. Đấy thì cũng sẽ có đầy đủ phần thông số. Đây là một cái bản linh vật hộp. Và nếu như mà ai mà có một cái sở thích sưu tầm các mẫu hình linh vật ấy, thì em nghĩ là đây là một cái mẫu mà mọi người xứng đáng để nằm trong cái sưu tập. Kể cả mọi người để đeo cũng rất là ok, bởi vì linh vật hổ nó dễ đeo ấy. Cái thể hiện được cái sự nam tính mạnh mẽ của người đàn ông. Size 41 và càng của mẫu này là 49. Đấy, và như cổ tay của em đây. Đấy nha, như cổ tay của em là 16.5 này. Là em đeo vừa, nhưng mà đẹp thì vẫn phải tầm cổ tay 17 trở lên. Và bản này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 3.350.000. 3.350.000 nhá. Đấy. Còn về các cái mẫu Carnival này thì em cũng có đầy đủ các mẫu linh vật luôn đấy ạ. Có cả rồng này, đây là hổ này, khỉ, ngựa, nói chung là phải có đến 7 hay là 8 mẫu hình linh vật gì đó. Gà nữa, có rất là nhiều. Đấy, thì đấy là mẫu của Carnival. Tiếp theo sang bản này sẽ ở mã 285 nhá. Tiếp theo sang ở mã 286 ạ. Thì phiên bản 286 thì em sẽ bắt đầu sẽ lên xe một vài các cái mẫu cho cả nhà mình nha. Mã 286 thì em lên cho cả nhà mình ở mẫu này. Bởi vì bây giờ cũng đang là cái đợt dịp cũng rơi vào tầm cũng gần cuối năm rồi đấy ạ. Chứ không còn sớm gì nữa. Nên là có những cái mẫu hàng nào đó thì em nó còn tồn lại thì em cũng sẽ sale luôn cho cả nhà mình. Đấy, để sau đó là em sẽ nhập tiếp một cái lô hàng mới để phục vụ cho cả nhà mình ở trong cái dịp mà chuẩn bị sắp đến Tết đấy ạ. Đấy nha, thì mọi người tranh thủ, bởi vì em lên cho cả nhà mình cái mẫu này nó rất là đẹp luôn. Đây để em mở cái này ra. Chỗ này nó giữ dây, giữ khóa. Đây là cái phiên bản Chi Hoa, thương hiệu này là thương hiệu của Thụy Điển. Đấy, nó sẽ có hộp sổ sách của nó sẽ có đầy đủ nhá. Đây là một cái nắp hộp bên ngoài này. Đấy. Và mẫu này thì em về là mới nguyên. Chiếc này thì chưa qua sử dụng nha mọi người. Đấy, mới nguyên, chưa qua sử dụng. Dây da rất là đẹp luôn. Bản này thì nó sẽ chạy kim dây rốn nhá, ở vị trí góc 6 giờ này. Đây là kim giờ, kim phút này. Đó, rất là mỏng đúng không ạ? Và ở bên trong có độ chống nước của nó sẽ là 5 ATM. Mặt trải vân trải từ trên xuống, màu của nó là màu vàng sâm panh. Đấy, đây là viền này, cạnh núm nha, Chi Hoa này. Đấy, đằng sau đáy đây thì nó có Stockholm 2007 này. Mã của nó đi kèm đầy đủ độ chống nước All Stainless Steel.
Tiếp theo nữa là cái bộ dây, cái dây này rất là xịn luôn, bởi vì cái dây này nó là cái tấm da lộn ý mọi người, và nó là cái dây hai mặt đấy. Đây là cái dây hai mặt nha, sờ vào rất là êm và nó rất là dai, vì cái dây này nó là dây tấm, dây kiểu dạng tấm ý, và nó là cái dây da lộn đấy. Đây, cái New Vision dây da chính hãng và cái màu của nó đẹp. Mọi người nhìn ở trên video thì mọi người cảm thấy vậy thôi, nhưng mà ở ngoài ý, cái màu của nó đẹp lắm, đeo lên tay nhìn cực kỳ là sang luôn ý. Size mặt là 37.6 nhá, và càng của mẫu này là 45.2. Mẫu này thì nó rất là mỏng, nó có 7.6 thôi. Đấy. Đấy là em đo cái đáy nhá, vì cả viền này là 7.6 này, nhưng mà khi mà mọi người đeo lên tay nhá, đây em ví dụ cho cả nhà mình xem. Khi mọi người đeo lên tay như thế này đúng không ạ? Thì thường ấy, nếu mà người ta nhìn thì người ta cũng chỉ nhìn được cái khoảng này thôi này. Bởi vì cái đáy của nó là đáy vát vào bên trong, và người ta chỉ nhìn được cái khoảng này thôi. Đấy, và nó tạo nên một cái cảm giác nó sẽ rất là mỏng. Đây mọi người thấy không? Đấy. Nha, bởi vì cái phần này nó sẽ lún xuống rồi. Đây. Đấy, như thế này để cho mọi người có thể thấy này. Đấy, thì khi đeo lên tay ở bản này này, nó chỉ cảm giác giống như là mình đang đeo một cái phiên bản mỏng như thế này thôi này. Đó, nó rất là hay nha. Và mẫu này thì đẹp, đơn giản. Và mẫu này em thì cũng sale luôn cho cả nhà mình nhá. Bình thường cái bản này em đang để đó là 1.950.000 đấy ạ. Và hôm nay em sale luôn cho cả nhà mình có 1.800.000. 1.800.000 nhá. Mẫu này sẽ ở mã 286 này. Sang ở mã 287. 287 thì em sẽ lên cho cả nhà mình ở mẫu cơ này đi. Đây nhá. Đây là phiên bản của Sony này. Đấy, thì phiên bản này nó cũng là một cái thương hiệu nội địa của Nhật. Bản này là bản vừa là automatic nhá, và vừa có cả trợ cắp tay đi kèm. Đấy, và mặc dù ý, là cái chiếc này thì đã qua sử dụng rồi, nhưng mà đây mọi người có thể thấy là nó rất là mới, rất là đẹp luôn. Đây đằng sau của nó sẽ có lộ đáy nhá. Bản này thì cũng có, tức là phần lộ cơ ở vị trí phía bên trên của nền mặt này, tức là nó làm theo phong cách skeleton, vừa là automatic vừa có cả trợ cắp tay đi kèm này, mặt này với các cái hoa văn họa tiết rất đẹp. Kính đây mọi người thấy không ạ, chưa hề có một vết chảy xước gì cả, bởi vì cái chất lượng kính của nó rất là tốt, kính của hãng mà. Kim thì sẽ có kim giờ và kim phút của nó sẽ có dạ quang nha. Mẫu này là bản dây thép nên là đeo lên tay rất đẹp, sang trọng, size 40.8. Càng của mẫu này là 47. Đấy, độ mới cao và khi đeo lên tay nó cực kỳ là ôm tay. Đây là viền, cạnh, dây, chốt khóa. Mẫu này thì em cũng sale luôn cho cả nhà mình ở mẫu này. Em để cho cả nhà mình đó là 2.7.000. Vì bình thường mẫu này em đang để đó là 28 hay là 28.50 hay là 29 gì đó. 2.7.000 nhé mọi người nhé. Mã 287. Tiếp theo sang ở mã 288. 288 thì em lên cho cả nhà mình đó là mẫu này, mẫu của Technot này. Này mẫu của Technot. Cái bản Technot này thì chiếc này là qua sử dụng rồi. Đấy, thì vì thực sự với cả nhà mình là bình thường thì Technot em hay đấu ở về các cái mẫu mà mới nguyên full hộp lắm. Nhưng mà đợt này không có cái mẫu này full hộp, thế cho nên là hôm trước em có đấu về cái mẫu này là mẫu qua sử dụng. Nhưng mà nói chung là độ mới của nó còn rất là ok. Bản này 6 kim nhá, và nó có kim 24 giờ một ngày này, có kim dây chrono và thời gian đo tốc độ tối đa. Đây mọi người thấy mặt bên trong này. Đấy, nó trải đều các đường vân bên trong, và form kiểu dáng của mẫu này nó giống với cả phiên bản của dòng Rolex Daytona. Màu rất đẹp nhá, màu rất đẹp luôn. Núm lại còn là núm gen nhá, núm gen ở vị trí giữa này. Đấy, còn đây là các cái nút bấm để mà mọi người chỉnh các cái chức năng chronograph ở bên trong. Đây là viền này, cạnh này, mặt này. Và mặc dù là đã qua sử dụng nhưng mà kính cũng chưa hề có một vết chảy xước gì. Cái chi tiết liền này lau đi là sạch thôi mọi người. Đấy, lau đi. Đây là viền cạnh, dây, chốt hóa. Đằng sau đấy đây, độ chống nước của nó sẽ là 10 ATM nhé. Mã của nó là T4251 All Stainless Steel. Đấy, nói chung là về độ mới của nó cũng còn rất là ok. Với size mặt ở bản này là size 39 này, càng của mẫu này là 47.7. Để em xem cái dây. Dây mẫu này thì nó cũng không phải là đến nỗi dài quá đâu. Cái mẫu này dây còn trong cổ tay 17 mọi người ạ. Dây còn trong cổ tay 17 hoặc là cùng lắm là 17.5. Dây hơi ngắn mọi người ạ, 17 thôi nhá. Em báo mọi người 17 thôi. Thì đeo cho nó thoải mái, vì nếu mà 17.5 thì nó sẽ hơi chật một chút. Đấy,
17 thôi. Thôi một cái mẫu này em cũng sale luôn cho cả nhà mình luôn này, do là cái dây ngắn. Thế cho nên là em rất là ngại đấu các cái mẫu mà của ví dụ như của Techknot mà đã qua sử dụng lắm. Bởi vì khi mà mình đấu các cái mẫu Techknot đã qua sử dụng rồi thì đấy về dây nó ngắn và mình không có mắt thừa để mà mình lắp vào thêm ý mọi người. Đấy, thường là như thế. Thế cho nên em đa số toàn đấu mới. Nhưng mà cái chiếc này tại cái mặt nó đẹp quá nên là thôi em cũng đấu ấy. Thôi mẫu này về thì em cũng sale luôn cho cả nhà mình mẫu này nhá. Do là dây ngắn này, bản này sẽ là 1.650.000 chị ạ. 1.650.000 mã 288. Vì các cái mẫu này nếu mà đồ mới về nó phải rơi vào tầm khoảng độ tầm 2 triệu đấy ạ. Đấy, tầm 2 triệu hơn 2 triệu đấy. Mã 288 1.650.000. Đấy là cái tình trạng dây là còn cho cổ tay 17 nhá. Mọi người nhắc 17 hoặc 17.2 thôi. Đấy, còn nếu mà 17.5 thì nó sẽ hơi bị kích, hơi bị chặt một chút xíu đấy. Thì mọi người nhớ nghe kỹ cái size dây giúp em. Sang ở mã 289 ạ. Mã 289 thì em lên cho cả nhà mình đó là cái mẫu của Stark này. Đấy, đây là mẫu Stark, bản này là bản made in Japan nhé, phiên bản nội địa. Đấy, phiên bản nội địa này. Đấy, được sản xuất ở tại Nhật luôn, Stark. Với phiên bản này thì nó 6 kim nhá. Nó chạy chức năng chrono grab và ấm giờ thể thao này. Ở đây có kim 24 giờ một ngày này, đúng không ạ? Đây là kim dây chrono này. Đấy, thời gian đo tốc độ tối đa. Đây là cái logo biểu tượng của hãng. Đây, rất là đẹp nhá. Đây kim này, kim này chạy một vòng thì kim này sẽ nhíp một nấc. Mặt bên trong này màu nâu cà phê này. Em xem cái dạng quang. Cái dạng quang thì buổi tối nó có dạng quang ở cái phần đầu cọc số các hình chấm bi. Đấy, với cả nó hay ở một cái đó là nó cũng là bản 6 kim, nó cũng giống như các mẫu kia. Đúng không ạ? Nhưng mà ba cái cốt kim ở bên dưới này, ba cái cốt kim này nó sẽ nằm ở vị trí phía bên dưới, nó xếp hàng bên dưới luôn. Nhìn trông nó rất là đẹp, tạo thành một cái sự khác lạ cho cái đai mặt đồng hồ. Thay bởi vì như ở các mẫu khác thì nó sẽ là các cái vị trí ở viền viền này đúng không ạ? Thì cái mẫu này này. Đấy, nó sẽ là cái phần ở vị trí phía dưới. Đây là phần núm này. Đây là mặt sau này. Dây này. Dây da rất là xịn nha mọi người nha. Cái New Laser dây da chính hãng này. Dây này thì không phải dây zin, không phải dây zin của hãng đâu, nhưng mà người chủ cũ là người ta đã lên một cái bộ dây rất là đẹp rồi. Đấy, các cái đường chỉ khâu tay này, chất dây cực kỳ đẹp. Mẫu này em đang sale cho cả nhà mình còn 1.350.000, thấy chưa? 1.350.000, kỷ niệm nốt luôn cho cả nhà mình luôn. Mã 289. Sang ở mã 290 và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay thì em lên cho cả nhà mình ở mẫu này. Đây là mẫu của Moss. Đấy, đây là thương hiệu của Pháp nha. Bản này thì nó thiết kế đó chính là dây lụa, chiếc này qua sử dụng rồi, multi function, tức là nhiều chức năng. Đây nó có lịch ngày 24 giờ và lịch thứ. Kính này, nó sẽ là kính vát góc, kính giống như là các cái lát cắt kim cương ấy. Còn cái phim bản này thì tất nhiên nó cũng đã qua sử dụng, thế cho nên là nó cũng không thể tránh khỏi được các cái gọi là các cái vết xước lông mèo theo thời gian. Đấy, nhưng mà nói chung là độ mới của nó cũng còn rất là ok. Đây là dây chốt khóa. Bản này thì sẽ có size 30. Càng của mẫu này là 41.5. Đây bản dây lụa form vuông. Đấy, nó cũng sẽ rất là đẹp nha mọi người nha. Dây lụa form vuông. Mẫu này em đang để cho cả nhà mình đó là 1.500.000. 1.500.000. 1.500.000. Mã 290. Và cũng là mã hàng cuối cùng trong video ngày hôm nay. Thì em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã dành thời gian để theo dõi hết video của em. Mọi người yêu thích ở bản sản phẩm nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo, đó là số 0858585 Q2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Dạ vâng, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở trong video tiếp theo ạ.